Xin chào mọi người, Phúc trở lại rồi đây. Và trong thời gian vừa qua thì mình đã dành nhiều thời gian để quay những video rất là hay cho mọi người xem, đúng không? Nhưng hôm nay sẽ tiếp tục là một tập rất là hấp dẫn của Cúp Cùn Siêu Phàm 2020. Mình đã theo dõi và tìm ra là một bạn thủ môn siêu phàm, siêu đỉnh, siêu hay luôn. Và là ai? Chúng ta cùng chờ xem ngay bây giờ nha. Con tên là Nguyễn Ngọc An Sang, năm nay con 11 tuổi. Con đã chơi câu lạc bộ Hăng Long FC. Xem trailer thì hay rồi phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ vào clip chính nha. Nhưng mà mình đố các bạn một điều là các bạn xem clip này hết đi và hãy chọn ra một pha bóng theo bạn là pha bóng nào mà bay người giống De Gea nhất để comment nha. Ok, xem clip nào. Xin giới thiệu đệ tử truyền nhân đời thứ 11 của Mr. Ba Ba Bự, thủ môn đố con, sở hữu sức mạnh vô song nhất giải đấu, Nguyễn Ngọc An Sang. Bất cứ tiền đạo nào gặp cậu ta cũng phải tắt điện vì chẳng ai có thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng kiên cố vững chắc này đâu nha. Nói rồi về thế hình, ai có thể lay bóng khỏi chân cậu? Những cú sút xa với Sang chỉ là chuyện nhỏ. Ra vào cực kỳ hợp lý, đồng đội phía trên chỉ việc ghi bàn, ở dưới đã có Sang lo. Nhìn cách ăn tập như này, đủ biết Sang chuyên nghiệp như thế nào rồi. Kép góc chuẩn từng cm. Với những cú sút như thế này, tiền đạo đội bạn không có cửa ghi bàn vào lưới của Thăng Long FC. Nổi trội về thể hình, ghi bàn vào lưới Sang là nhiệm vụ bất khả thi. Vậy có con thần tượng Bùi Tiến Dũng. Vậy có mẹ con rất ủng hộ cho con đi đá bóng. Trong đố con là vậy, Sang cực kỳ lăng xả nha. Cậu bay người như chim, sử dụng đủ các tư thế để bắt bóng. Thậm chí cả chiều lấy thịt đè người cũng được cậu nhóc tận dụng triệt để. Bóng bổng, bóng cao hay bóng thấp, Sang chẳng ngán bóng nào. Bay bốn phương tám hướng, hướng nào cậu ta cũng phán đoán được tốt. Chuẩn đến con vi khuẩn cũng phải gật đầu cảm thán. Vào trận đấu là cỗ máy chiến đấu An Sang lại được kích hoạt. Cậu chẳng chịu đứng yên một chỗ, tay chân miệng hoạt động hết công suất, liên tục chỉ đạo đội bóng. Coi chị coi kìa, đi học thì không biết có tập trung như vậy không, mà trên sân lúc bắt bóng thì tập trung hết cỡ để đón bóng, đến nỗi tạo ra quả dáng khó đỡ như thế này đây. Trong mồ hôi cậu tuôn ra như thác nước phía kia là đủ hiểu cậu làm việc hăng say như thế nào rồi. Dạ, bạn Sang rất là hiền và tốt bụng. Và khi bọn con buồn hay là có chuyện buồn thì bạn Sang liền lại quan tâm và chia sẻ niềm vui cho bọn con. Làm việc hăng say, vận may sẽ đến.
Nhờ có đôi găng tay vàng Ngọc Sang mà tuyển Thăng Long FC đã tiến thẳng vào chung kết với 3 trận thắng liên tiếp giòn giả tại vòng bảng. Cùng Sang và gia đình nông dân Siêu Phàm uống cool cao, chơi bóng giỏi các bạn nha. Và cuối cùng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Clip Cool để nhận những thông báo mới nhất về giải đấu nha. Quá xuất sắc An Sang, em đúng là một tài năng đích thực, bắt bóng quá hay luôn. Các bạn có muốn là mình làm một clip với An Sang không thì cũng thể comment ở đây nhé, mình sẽ vào trong Sài Gòn để tìm bạn ấy luôn. Phải nói là quá đỉnh luôn, và mình nghĩ là bạn ấy xứng đáng với danh hiệu găng tay vàng trong vòng loại lần này. Thì hy vọng bạn ấy sẽ bắt hay hơn nữa tại vòng chung kết lần tới nha. Và mọi người ơi, đừng quên là chúng ta còn một cái hẹn với nhau tại Phú Yên, đó là tìm kiếm tài năng bóng đá Cun Siêu Phàm để tham gia cùng Phúc đi Thái Lan thi đấu nha. Các bạn hãy đăng ký ngay ở đây nếu mà chưa biết. Và nếu mà có muốn biết gì hơn nữa thì có thể vào fanpage của Lip Cun cũng như là Cúp Cun Siêu Phàm mở rộng để xem thêm nha. Và trong mùa dịch này, hãy cùng Cun vận động mỗi ngày, đánh bay Covid. Bye bye mọi người.